Rồi, kính xin chào các bác. Thì trên tay em đây đang là một cái con LG V50 bản hạt và cũng là bản siêu dựng nữa các bác. Thì cái con này là cái bộ màn thì mới, nó có sức dăm chút chút xíu xíu nhỏ nhỏ thôi nhưng mà cũng không đáng kể đâu. À, và cái khung viền ấy, khung viền nó cũng là khung viền mới nhá. Và cái lắp lưng ấy, sao thì mai em sẽ lắp một cái lắp lưng mới tinh vào đây nhé. Tại vì hôm nay nó chưa về nên chưa lắp được, thì chỉ vào ngày mai là có thôi. Thì bảo đảm cho các bác là màn hình mới, khung viền cũng mới và lưng mới, nói chung là ngoại hình nó rất là đẹp. Thì sẽ soi cho các bác biết được là ngoại hình nó như nào cho chính xác nhé. Đây, đây là cái cạnh dưới. Thì cái khung viền này ấy, là khung viền của bản Mỹ nhé. Đấy, thì nó sẽ đen kịt như này. Đấy, các bác có thể thấy này, nó chưa sơn tí nào luôn. Đấy, còn những cái khung chỗ tai xi này, chỗ cắm xi này nó chưa sơn tí nào luôn mà. Đấy, đây là cạnh trái này, đây, cạnh các bác này này, cạnh trái cũng chưa sức tí nào luôn, chưa sức tí nào luôn nha các bác. Đấy, đây là cạnh trên này, cũng chưa sức tí nào luôn. Đấy, đây là cạnh phải này, cũng chưa sức tí nào luôn. Và cái khai sim này là cái khai sim đi đồng bộ theo cái khung này luôn nhé, nó cũng đen màu cùng luôn nhé. Và con này thì nó có một vết xước nhỏ xíu ở chỗ nào em cũng quên xử rồi, nó nhỏ lắm. À đây, 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 đây này các bác, chỗ này này. À, đây, đây, đây. Ê, đây, 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 đây. Nó nhỏ lắm. Không biết có nhìn thấy không nhỉ? Chỗ này này. Ê, đây, đây, chỗ này này. Chỗ nhỏ xíu đây thôi nha các bác. Chỗ này này. Chỗ đầu này này, đây này. Ê, nó có nghĩa nó bị sợt một tí thôi. Sợt một tí thôi, tẹo thôi, nói chung là gần như không nhìn thấy luôn. Đấy, chỗ này này, đấy, tí tẹo tẹo thôi. Đấy thì có mỗi vết xước đấy thôi. Còn cái lắp lưng thì là em chưa có nên chưa sâu cho bác được, nhưng mà chắc chắn bảo đảm cho các bác là lắp lưng nó sẽ là mới tinh và vân tay rồi ba cái chấu màn hình phụ chắc chắn sẽ hoạt động bình thường nhé các bác. Đấy thì sẽ test cho các bác biết được một số chức năng cơ bản của con này. Tại vì dù sao thì cũng phải là test chức năng cho nó. Thì chức năng đầu tiên ấy là cái việc nghe gọi. Đây, quay nghe gọi luôn cho các bác. Đây nha, nghe gọi bình thường nha, tiệm cận bình thường nha. Đấy, tiệm cận bình thường, ok luôn, sẽ mic luôn nha, mic miết thì nó chuẩn chỉ luôn, cái gì thì cái gì cũng phải test đầy đủ rồi. Ok, 1 2 3 4 đấy, các bác thấy không? 1 2 3 4 che mic lại này. Ok, 1 2 3 4 đấy. Ok, 1 2 3 4 đấy, nó rất là bé không nghe gì. Bỏ mic ra này. Ok, bỏ mic rồi đấy. Đấy, mic ok đấy. Thì nghe gọi là bình thường nhé. Đây các bác có thể thấy sóng wifi bình thường, em tắt wifi đi. Đây các bác có thể thấy này, sóng LTE cũng bình thường nha các bác. Và ở trong này thì cái phòng của em ấy, sóng LTE rất là yếu cho nên là các bác có thể thấy là nó gần như không có sóng. Đấy, nhưng mà nó có nhá. Đấy, chỉ có một vạch thôi, tầm đấy thôi. Đấy, rồi sẽ test tiếp là cái vào hẳn trong test cho các bác nhé. Sao thăng 5 4 6 3 6 8 thăng sao 5 0 0 thăng. Rồi đây thì cũng test một số cái cơ bản thôi, ví dụ như các nút bấm này. Ok này, đấy, các nút bấm ok nhé. À quên, còn cái cảm biến ánh sáng nữa. Đây, tiệm cận này, ánh sáng này. Đấy, tiệm cận này, ánh sáng này, ok hết nhé. Chuông này, rung này, rung rất mạnh nhé, các bạn yên tâm. Con quay hồi chuyển này, à, ok hết nhé. Rồi, à, cảm ứng, đây, test cho bác cảm ứng luôn. Đấy, ok hết nha các bác. Cái này thì em cũng test hết rồi, hôm qua là demo lại cho các bác biết thôi. Đó, led này, đỏ lòm này, đỏ này, xanh này, xanh tiếp này, trắng này. Đấy, ok hết nha các bác. Đấy, thì bên này chỉ cần test thế thôi. Và sang bên này thì test cái màn hình, thực ra là chả cần phải test đâu, tại vì đây là màn hình mới mà, nó chắc chắn là chưa AMOLED gì đâu, chưa lưu ảnh gì luôn. Đây các bác có thể thấy này, hoàn toàn ngon lành luôn, không có điểm chết nào, không có chấm mực nào cả nhé. Đó, đẹp bình thường, chưa lưu ảnh gì cả.
Rồi, cái này thì không phải test tại vì nó là màn hình mới mà. Không cần phải test luôn đấy. Pin đây. Pin thì cơ bản lên 12 rồi, nó cũng không có cái chỗ này cho các bác test đâu. Đấy, ok, cho pin thì ok. Pin tí đã vào mở ra cho bác xem nhé. Đấy. Còn bên này có cái gì nữa nhỉ? Ờ, chả có cái gì nữa thì sẽ test camera luôn. Đây, camera thì nó bình thường nha các bác. Đấy, thử. Bình thường hết nha các bác. Đấy. Cái này thì em test rồi, demo đã cho các bác rồi. Đây là cắm trước này. Góc thường này, góc rộng này. Đấy. Rồi. Thì nói chung là cái chức năng thì bảo đảm cho các bác là nó là ok hết. Và bây giờ, à quên, còn cái sạc nữa. Nhầm nhầm. Sẽ cắm sạc cho bác xem là nó có sạc nhanh hay không. Đây. Sạc nha, đang sạc nhanh này các bác. Nhanh bình thường nhé. Và cắm cho các bác biết được là cái tai nghe nó có hoạt động bình thường hay không. Đây. Đây các bác, có biểu tượng 50 ohm này nha các bác. Đó. Ok, tai nghe hoạt động bình thường luôn. Đây. Ok, thì đấy, nó chức năng nó sẽ là full và sẽ cho các bác biết được cái nó chạy cái phần mềm nào. Đây. Nó đang chạy 12 rồi nha các bác. Đây, số email series của nó đây hết nhá. Thì bây giờ em sẽ táo hẳn cái máy này ra cho các bác biết được xem là nội tạng của nó có còn ngon không. Đấy thì các bác vừa xem cái email của nó rồi, xem còn chức năng gì chưa test không nhỉ? Chả còn đâu. Chả còn cái gì mà chưa test đâu. Có mỗi cái vân tay nữa thôi. Vân tay là chưa test nhưng mà tại vì nó không có lắp lưng ở đây thì em chưa test được, nhưng mà sẽ chắc chắn với các bác là lắp lưng sẽ ok nhé. Đấy, và em sẽ tắt nguồn đi và tháo máy ra. Em cũng muốn cho các bác xem cái nội tạng nó phải chuẩn chỉ. Nó sẽ hơi lâu chút nha các bác. Thì từ nãy giờ cũng cũng chưa nói giá con này, thì cái giá con này em đang muốn bán nó là 3 triệu nha các bác. Tại vì các bác cũng biết ở đây có thêm bộ khung nữa, nó giá nó đắt hơn rất là nhiều. Nhiều khi là mua được bộ màn ấy, nó kèm cả khung rồi, dẫn đến là cũng phải bán giá nó tăng lên ấy, chứ không thể bán với cái giá mà không kèm khung được. Các bác biết đấy, mấy cái con mà không kèm khung ấy giá nó chỉ khoảng 2 triệu 6 thôi, thì con này nó kèm khung đẹp nữa thì nó giá nó phải cao hơn đấy, cho nên là các bác hết sức thông cảm. Tuy nhiên thì là em nghĩ là cái mức giá này nó cũng hơi cao, thực sự là nó cũng hơi cao. Và nhiều bác cũng không muốn mua. Thực sự đấy, em biết là anh em LG thì muốn càng rẻ càng tốt, chả ai muốn mua mua một cái máy đắt cả. Tuy nhiên thì cái gì nó cũng có giá của nó các bạn, hàng đẹp phải thì nó cũng phải phải có giá cao lên chứ. Chứ bây giờ hàng đẹp mà bán như hàng xấu thì làm sao mà bán được, làm sao mà có làm sao mà ông nào bán được nhiều như thế. Mấy cái này không quá quan trọng đâu. Đấy, tháo hết ra cho các bác xem nội tạng. Ở những cái phụ kiện như này, những cái lỗ loa các thứ là em sẽ đánh sạch cho các bác nha, các bạn yên tâm đi, về sẽ rất là sạch. Tại vì nhiều khi là những cái linh kiện này là anh em dùng lâu rồi ấy, dùng lâu xong rồi quăng quật để bụi bặm nó vào, các bác sẽ bị bụi. Rồi còn cái gì nữa không nhỉ? Quên, ta phải sim ra. Rồi. Thì đây. Đây là cái main của nó đây. Bác có thể nhìn thấy. Cái main này thì là main zin luôn nhé. Nó chưa bị móp méo gì đâu. Các khung, các lồng bảo vệ nó cũng chưa bị chưa có hiệu lực cởi mở nhé. Đây nữa, bên này cũng thế thôi. Đây, hoàn toàn zin 100% luôn. Đấy. Chưa có hiệu lực cởi mở, cho các xem kỹ hẳn đàng hoàng luôn. Đó. Yên tâm, cứ yên tâm, đây là main zin. Và
Đây, bỏ đây. Đây, đây là cái khung. Thì các bác biết ở đây là cái khung này. Cái miếng đồng tản nhiệt nó vẫn còn y nguyên nhé. Đấy, và các linh kiện các thứ thì nó vẫn còn rất là ngon, không vấn đề gì cả. Và cục pin đây, các bác có thể thấy cục pin này thì nó trông nó hơi cũ một chút, nó không phải cũ mà trông nó hơi bẩn bẩn đấy. Thì các bác sẽ sợ là pin nó sẽ không được ngon, nhưng tuy nhiên em cũng test con này rồi, test 1 2 ngày này rồi ấy. Thì pin này còn khá là ngon nhé, em cũng online nó khoảng tầm 6 7 tiếng ấy, không đến nó 6 7 tiếng đâu, thì khoảng tầm 6 tiếng thôi. Và cái khi mà em rời vào đây này, cục pin nó còn rất là cứng cáp, không vấn đề gì, không có hiện tượng phồng hoặc là ọp ẹp gì đấy, nên các bác cứ yên tâm dùng vẫn rất là ổn đấy. Thì đấy là cái nội tạng bên trong con này, hoàn toàn là zin hết nha các bác, không sợ nhé. Các khung viền các thứ bình thường hết, nó còn đẹp lắm, cho các không không phải lo đấy. Thì em cũng rất là mong muốn là anh em ủng hộ em, tại vì cũng muốn là cho anh em một cái những con máy mà anh em khi mà về dùng ấy, thì anh em không phải lo nghĩ gì. Còn những ông nào mà mua về để bán, mua đi bán lại thì chịu, tại vì những ông đấy thì toàn là muốn là mua rẻ thôi, chứ còn em thì bán mục đích là cho anh em nào mua về dùng, tại vì con V50 vẫn là một cái con điện thoại nó rất là đáng dùng các bạn. Nó lành, nó khá là lành, và tất cả các chức năng giải trí của nó đều rất là ổn với cái mức tầm giá 3 triệu mà máy đẹp thì rất là xứng đáng để mua các bạn. Đấy rồi, ok, bác nào mua thì liên hệ em sớm nhé. Chào các bác.